Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể anh chị nha. Chào mừng toàn thể anh chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định TV. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2023. Thiên Định đang có mặt tại bây giờ đang là hơn 10 giờ. Và hầu như là thời tiết rất là nắng rồi chị ạ. Hôm nay thì tối mưa rất nhiều. Bây giờ sáng ra thì bây giờ đang rất là nắng. Thì Thiên Định cũng muốn chia sẻ cho anh chúng ta về một số các thông tin về thị trường tại Vinhome Ocean Park tuần vừa rồi. Thiên Định chia sẻ luôn là tuần vừa rồi giao dịch rất nhiều anh chị ạ, ngày nào cũng có giao dịch luôn, kể cả thương mại dịch vụ lẫn shop house lẫn liền kề song lập, chủ yếu là liền kề và song lập giao dịch nhiều, đơn lập thì hầu như ít anh chị nhá. Đơn lập tại vì số lượng căn bây giờ bán cũng ít, mà chủ yếu như vừa rồi là hầu như xong lập là giao dịch rất nhiều luôn. Thế nên phải công nhận là đợt này là khách hàng tìm hiểu và chốt căn rất nhanh. Có những khách hàng người ta đã quan tâm tìm hiểu cũng cả một năm nay rồi, và bây giờ người ta xác định người ta xuống tiền. Tháng 7 ngâu nhưng mà đúng là Thiên Định như các năm cũng vậy cô anh chị ạ. Như các năm cũng vậy, năm nào doanh số của tháng ngâu lúc nào cũng cao nhất. Thì định chia sẻ luôn, riêng bất động sản các sàn khác hay là các bạn sale khác hay sao không Thiên Định không biết, nhưng mà riêng đối với Thiên Định là lúc nào tháng 7 ngâu cũng là cái tháng mà Thiên Định cảm nhận như là cái sự sôi động nhất đấy, trong năm về lĩnh vực bất động sản nha chị nhá. Đấy, nhiều người bảo là tháng ngâu là cái tháng hầu như mọi người ít đi mua nhà, nhưng mà đây là quan điểm của người xưa, thực ra quan điểm của các cô các chú cũng nhiều tuổi, còn thực ra bây giờ giới trẻ bây giờ hầu như cũng không phải giới trẻ nữa, như vừa rồi là hầu như khách hàng cũng nhiều tuổi, người ta cũng không quan tâm, miễn là giá tốt thôi anh chị ạ. Đấy, quan trọng nhất là cái mức giá thôi, mức giá tốt thôi, chứ còn bây giờ hầu như là chúng ta mua, kể cả đây là khách hàng mua để ở luôn đấy nhau anh chị nhá, không phải mua đầu tư đâu, nhưng mà người ta chấp nhận người ta mua tháng ngâu bình thường không có vấn đề gì cả. Đấy, và qua cái tháng ngâu này thì định thấy được rằng là có thể là lên hết tháng ngâu là giá vẫn còn đang leo thang, nó tăng tiếp. Tại vì sao? Là lãi suất tiếp tục giảm, và lãi suất mà càng giảm thì cái giá trị của bất động sản nó sẽ tăng lên. Đấy, việc thanh khoản nó cũng nhiều hơn nha chị nhá. Như hôm nay cuối tuần thứ bảy thì buổi sáng thì có khả năng là mọi người sẽ đến tham quan ít hơn, cũng như là đi xem nhà ít hơn. Như sáng giờ Thiên Định mới tiếp có mỗi khách thôi. Đấy, nhưng mà buổi chiều thì hầu như Thiên Định đang có mấy khách hẹn buổi chiều đi xem. Đấy, chủ yếu hẹn vào buổi chiều, buổi sáng. Thiên Định phải thấy được rằng là hầu như cái lượng khách bây giờ quan tâm rất nét, hầu như rất sát luôn. Đấy, quan tâm đến thị trường. Ví dụ như có những khách mới mà gọi điện cho Thiên Định, người ta biết hết rồi, người ta chỉ hỏi căn thôi, là ý là căn này bây giờ như nào, hoặc là khu này bây giờ căn nào giá rẻ này kia thôi, chứ hầu như người ta không có quan tâm đến dự án, những cái thông tin cơ bản về tiện ích gì cả. Mà giống như là những người khách người ta đã quan tâm từ lâu rồi, và bây giờ quan trọng nhất là cái giá, là đưa ra cái mức giá tốt là chốt thôi. Đấy, cho nên bây giờ là kể cả những sale mà sale làm có kinh nghiệm hoặc là có khách mới thì cũng rất là cũng nhàn hơn so với những cái thời điểm trước còn đang phải giới thiệu này, chia sẻ rất nhiều cái thông tin này. Nhưng mà đúng là bây giờ thì hầu như là tất cả cái thông tin hầu như giống như là khách hàng người ta đã tìm hiểu sàn kỳ hết rồi, và bây giờ người ta chỉ quan trọng là cái vị trí căn và cái mức giá hiện tại đang bán như thế nào rồi. Đấy, và người ta thấy hợp lý là người ta mua luôn. Cho nên là Thiên Định thấy được là cái mức độ là khách nét đợt này nó rất nhiều và xuống tiền cũng rất nhanh nha chị nha. Đấy, cho nên là nếu như cô anh chúng ta nào chúng ta đang quan tâm thực sự thì nên chúng ta nên tìm hiểu và mua cho mình trong thời gian này. Thiên Định sợ nhất là chúng ta không có thể mua kịp được, và sắp tới thị trường nó có sẽ còn tăng giá nữa đấy cô chị ạ. Đấy, tại vì sao? Là Thiên Định biết được rằng là bây giờ là kể cả cư dân hầu như cũng nhích lên tăng giá tương đối nhiều các cái phân khu. Đấy, còn chúng ta chỉ cần chậm trễ thôi thì chúng ta quay trở lại chúng ta mua lại không kịp mua luôn nữa. Đấy, đấy là cái Thiên Định mà hầu như là Thiên Định cũng mong muốn làm sao lại nhớ cho những khách hàng người ta đã quan tâm từ trước,
Đấy, thông qua những video của Thiên Định biết được thị trường bây giờ nó cũng tương đối ấm và nó cũng cũng có nhúc nhích lên rồi. Thiên Định chia sẻ là nó không phải là tăng một cách đột biến, nhưng mà đặc biệt là Ngọc Trai thì nó tăng 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 cũng là khá là nhanh đấy. Ngọc Trai thì thời điểm sâu nó đã xong lập 150m, nó xuống tầm khoảng 20 tỷ rưỡi, bây giờ nó đã lên đến tầm khoảng mức tầm khoảng 25 đến 25 tỷ rưỡi 26 tỷ rồi đấy. Thì chúng ta có thể thấy được là Ngọc Trai là cái khu mà tăng giá nhanh nhất. Ngoài ra thì kể cả Sao Biển này, Sano thì giá bây giờ nó cũng thấp hơn so với Ngọc Trai thôi, chứ còn nó cũng đã tăng lên rồi đấy, nó cũng đã tăng lên nhiều rồi các anh chị nhá. Đấy, nhưng mà nó chỉ thấp hơn so với Ngọc Trai thôi. Còn đối với Vinhome Ocean Park 2 thì Thiên Định thấy thị trường là hầu như tháng 7 ngầu cũng là cái tháng 7 cũng có giao dịch. Đấy. Đối với tháng 7 ngầu như này, đối với tại Vinhome Ocean Park Gia Lâm này này, thì hầu như là như các cái những cái năm gọi là những cái năm trước ấy, thì thị trường trong tháng ngầu nó luôn luôn bị chững hoặc bị giảm giá. Nhưng mà thực ra hiện tại như tháng ngầu tại Vinhome Ocean Park như đợt này nha anh chị nhá, thì Thiên Định đang thấy được rằng là cái chiều hướng ấm lên, chứ không phải là chứng hay ép được giá chủ nhà đâu. Ở thời điểm này là cái thời điểm tương đối hầu như là thấy được rằng là cái nhu cầu thực sự nó quá nhiều. Đấy. Khách hàng đi tìm hiểu rất nhiều và chốt căn cũng rất nhanh. Đấy. Thiên Định chia sẻ thật thôi. Còn thực ra là hiện tại thì cái quỹ căn tất cả các phân khu thì Thiên Định chia sẻ luôn là nó vẫn còn hết rất nhiều. Đấy, rất nhiều các căn đang bán, chủ yếu là cái mức giá như nào thôi. Thì nếu chúng ta quan tâm đến những cái sản phẩm bất động sản đặc biệt là thấp tầng tại Vinhome Ocean Park thì có thể liên hệ trực tiếp Thiên Định, chúng ta đi xem nhà cũng như trao đổi thông tin nhé. Đơn lập thì đấy, như với vợ Ngọc Trai vừa rồi Thiên Định có một số các video trước Thiên Định giới thiệu về một số các căn đơn lập tại Ngọc Trai đấy. Hầu như những cái căn Thiên Định đưa ra đều là những cái căn mà rẻ nhất thị trường đấy. Và hầu như ngoài những cái căn đấy ra thì hầu như thông tin Thiên Định bám sát thị trường luôn, thì không có căn nào rẻ hơn được cả. Đấy, và mình thấy được rằng là hầu như là đối với những cái sản phẩm đấy đã mà bán đi thì chắc chắn là cái mức giá của nó sẽ tăng lên theo cái mức giá, cho nên là chúng ta cân nhắc, đặc biệt là dòng sản phẩm đơn lập tại vì số lượng của nó cực kỳ ít, nó không nhiều. Cũng giống như những cái sản phẩm tại Hải Âu 01 này này, là những cái căn đơn lập tại Hải Âu 01, view hồ, view biển này, view sông này, view quảng trường này. Đấy, thì đây là những cái sản phẩm mà Thiên Định thấy được rằng là cái số lượng căn nó bán không nhiều. Đấy, ví dụ như ở đây Thiên Định có căn gần ngay với trung tâm thương mại cũng đang bán này. Giá cũng chỉ rơi tầm khoảng 70 tỷ cũng chị nhá. Rẻ nhất hiện tại đối với Hải Âu 1 thì là giá đang bán ở cái mức tầm rẻ nhất thì là rơi tầm khoảng là 56 tỷ anh chị nhá. 56 tỷ là cái mức giá rẻ rồi đấy ạ. Còn một số vị trí trung tâm view biển thì nó đắt hơn, rơi tầm khoảng 70. View hồ thì rơi tầm khoảng 68. Thì chúng ta có thể cân nhắc, chúng ta lựa chọn. Hàng bây giờ hàng ở Hải Âu 1 thì bây giờ đếm trên đầu ngón tay luôn rồi. Vừa rồi là cũng tương đối nhiều căn đã giao dịch rồi, kể cả mặt biển cũng đã giao dịch rồi. Còn ở các cái phân khu như Hải Âu hoặc là San Hô, Sao Biển thì song lập bây giờ vẫn ở dao động ở mức, ví dụ như các phân khu như Sao Biển hoặc San Hô thì dao động từ mức tầm khoảng 23-24. Đấy. Còn chỉ có mỗi là song lập bên Hải Âu là rẻ. Song lập bên Hải Âu bây giờ cũng đang ở mức rơi tầm khoảng 18x. Đấy. 18 tỷ rưỡi, 18 tỷ 8 là hầu như là dòng song lập rẻ rồi đấy không chị ạ? Phải nói là Hải Âu là cái phân khu mà đang có cái mức giá song lập rẻ nhất. Đối với các cái phân khu khác thì nó đã cao lên ở mức trên 20 rồi. Nhưng mà đối với Hải Âu thì nó vẫn ở cái mức chưa tăng được. Số lượng căn ở Hải Âu thì cũng là phân khu có cái lượng giao dịch tương đối nhiều rồi đấy. Nhưng mà là những cái căn bán ra rẻ thì hiện tại vẫn còn nhiều. Đấy. Và nó có một cái nhược điểm là xây dựng tương đối ít, cho nên hiện tại thì nhu cầu thì lại toàn nhu cầu ở thật. Đấy, mà nhu cầu ở thật thì người ta lại khi người ta đi xem cái diện tích xây dựng thì tương đối bé thì người ta sẽ không gọi là người ta sẽ không thích. Đấy. Nhưng quan trọng thực ra là đối với Hải Âu thì riêng cái tầng 1 là được hầu như là được sử dụng hết rồi, đúng không ạ?
Cho nên là Thiên Định cũng thấy được rằng là đối với những cái khách hàng mà có nhu cầu kinh doanh ấy, thì thực ra là Hải Âu cũng là một cái sự lựa chọn khá là hợp lý. Đấy, thứ nhất là vừa rẻ hơn những cái căn bình thường, bây giờ tầm khoảng mấy tỷ rồi, đúng không ạ? Còn ví dụ như bây giờ thì chúng ta có thể cải tạo thêm cơi nới, thì Thiên Định nghĩ là càng ngày thì cái việc cơi nới nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, hôm nay thì hầu như thời thời tiết nắng như này thì mọi người đi ra biển ra hồ chơi thì cũng rất là nắng. Mọi người chỉ đi lượn xung quanh này, sau đấy chắc sẽ vào trung tâm thương mại. Còn với không khí thời tiết như này thì buổi chiều mọi người mới ra chơi đông. Thời tiết này thì như ngày hôm nay và thời tiết nắng nắng như này là ví dụ như có thể là mọi người triển khai đi tắm biển rất là hợp lý. Đây đây có cái đoàn đoàn khách là quân đội này, các bác gọi là các bác quân đội áo xanh này. Đấy, đi xem nhà này. Không phải đi xem nhà hay đi chơi này, nhưng mà gọi là đấy, các bác trông ngầu chưa. Các cái shop mở thêm ấy tại Vinhomotion Park thì cũng tương đối nhiều. Hiện tại thì Thiên Định đang cũng có một số đơn vị liên hệ với Thiên Định để tìm những cái căn thuê để mở những cái nhà hàng lớn rất là nhiều. Nói chung là thực ra là Thiên Định thấy được rằng là khi mà khu đô thị của chúng ta kinh doanh được những cái vị trí mà có thể kinh doanh được mà nó thu hút được khách hàng ấy, thì những cái nhà hàng hoặc là những cái thương hiệu lớn người ta cũng nhìn nhận thấy là khi mà đặt những cái shop house, đúng không ạ, những cái nhà hàng ẩm thực hoặc là những cái quán dịch vụ gì đấy ở đây, đấy tương lai nó có thể phát triển được thì mọi người sẽ đầu tư vào thôi, và dần dần nó sẽ làm cho cái khu đô thị của chúng ta sầm uất, sầm uất ngày càng sầm uất, hết dãy phố này nó đến dãy phố khác. Hiện tại thì san hô 06 là một cái trục gọi là đang nói là hầu như là Thiên Định thấy là sầm uất nhất tại Vinhomotion Park. Trục san hô 06 thì bây giờ cũng có một căn đang bán nha chị nhá. Diện tích của san hô 06 thì đối diện trường đại học thì diện tích là 135 m, xây dựng là 67,7 m² một sàn, nó là shop house mặt tiền 9 m. Đấy, shop house kinh doanh thì bây giờ đang là sầm uất nhất của Vinhomotion Park. Đây thì mình sẽ đi ra san hô 06 cho chị xem này. Còn đây là trục san hô 1 này, của chị nhìn ạ. San hô 1 đây bây giờ thì giá của nó cũng diện tích 150 m, view sông thì giá của nó bây giờ cũng trên 30 tỷ hết rồi các chị ạ. Đấy, trước thì có căn bán 29 nhưng mà bây giờ loanh quanh vậy trên, không có dưới giá 30 nữa. Những cái căn ở đây thì shop house ở đây thì là mặt tiền 10 m, nó như hầu như nó thiết kế như một căn song lập nhưng mà nó lại được kinh doanh. Đấy, trước thời điểm mở bán nên tương đối dễ, nó cũng không đắt hơn những căn bên trong nhiều đâu. Phía bên trong tầm khoảng 10 tỷ thì bên ngoài đấy ra gốc có tầm khoảng 12 tỷ, 12 tỷ rưỡi. Đấy, nhưng mà cái lúc bán lệch chênh lệch nhau thì nó phải lệch nhau lên cả gần chục tỷ. Đây, như trục này là trục san hô 06 này. Đấy, như bên phải đây là san hô 2A, san hô 2B, thương mại dịch vụ 50 năm. Hiện tại Thiên Định còn có đang cặp đang bán đâu chị nhá. Cặp đang bán rất đẹp, con ốc rất đẹp luôn. Hiện tại đang bán nó loanh quanh chỉ rơi tầm khoảng 20 tỷ một cặp thôi. Bây giờ thì san hô 2A thương mại dịch vụ thì bây giờ Thiên Định thấy được rằng là khu này là cái khu thương mại dịch vụ là kinh doanh cũng là sầm uất nhất. San hô Thiên Định đánh giá là nó gần với trung tâm, nó gần với các cái phân khu cao tầng, gần trường đại học thì nó Thiên Định thấy được rằng là nó phát triển rất rất là nhanh và rất là mạnh. Đây, bên phải là những cái căn shop house nhá, san hô 06. Thì ở dọc trục này bây giờ hầu như cả một cái dãy như này phải nói là mọi người đã vào kinh doanh hết rồi. Ở đây nó chỉ có còn tầm khoảng 2 đến 3 căn là thô thôi, còn đâu là cũng đã khai thác và kinh doanh đi vào hoạt động hết rồi anh chị nhá. Thì hiện tại dãy này thì Thiên Định đang có căn đang bán, giá của nó là 29x rồi chị nhá, 29,x tỷ. Đấy, thằng này được cái nào nó lợi thế là để xe được hai làn xe, bên trái bên phải chúng ta đều để được, bên mặt trường đại học thì chúng ta vẫn có thể để xe được. Đây, như trộm này là kiểu như bên phải là căn góc là phở Thìn.
bên phải căn góc là phở Thìn. Còn đây có Chào Quán, là cũng là một trong những nhà hàng vừa rồi mới mở nhưng mà bây giờ đang rất là đông rồi. Đấy, chúng ta thấy trục đẹp không ạ? Trục này rất đẹp luôn. Không gian cảnh quan cũng rất là thoáng, trục đường 30m. Đấy, vỉa hè là 65m, lòng đường 17m. Gần ngay với khu cao tầng cho nên là cái thu hút một lượng khách hàng tương đối nhiều. Chủ yếu thực ra là khách hàng bây giờ hiện tại tham gia các cái gọi là sử dụng các cái dịch vụ đa số là cư dân bên cao tầng đi sang thôi. Đấy, của chị đó hôm nay là xe cộ những ngày cuối tuần thì lúc nào cũng thấy tấp nập. Chúng ta nhìn đó, xe cộ lúc nào cũng cực kỳ tấp nập. Tại Vinhome Ocean Park thì bây giờ thì đúng là cái dịch vụ nào mà tốt nhá, nó dễ nhá, nó hợp lý nhá, thì bây giờ hầu như là rất là phát triển. Đấy, kể cả đơn giản thì chúng ta bán hàng tạp hóa thôi, bây giờ những cái shop chân đế mà bán hàng tạp hóa bây giờ cũng bán hàng mệt nghỉ luôn. Đặc biệt là chúng ta có thể thấy được là ở cái shop chân đế ở S210 đấy. Đấy, một số các cái farm bán hàng rau cỏ này, rồi siêu thị này, cực kỳ phát triển luôn rồi chị ạ. Bên phải là Masterai này, Masterai thì đã bàn giao rồi, bây giờ là cũng tương đối nhiều cư dân vào rồi, đang hoàn thiện nốt, có những cư dân đã về ở rồi chị nhá. Đấy, chúng ta có thể thấy được rằng là bây giờ là những cái khu cao tầng như này bây giờ là quá là đông đúc và sầm uất, hầu như các dịch vụ tiện ích phải nói là quá tải, như bể bơi ngoài trời bây giờ là lúc nào cũng đông kín, hay là tiện ích các cái tiện ích thể dục thể thao như tennis, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ thì hầu như lúc nào cũng đặt full sân hết nha chị nhá.